Dạ vâng thưa quý vị, sau thời gian dài thị trường lao động trầm lắng do doanh nghiệp thiếu đơn hàng thì ngay từ đầu năm, tình hình tuyển dụng lao động tại Đồng Nai đã khởi sắc và sôi động hơn, ghi nhận của phóng viên thời sự. Khảo sát tại các khu công nghiệp có đông lao động trên địa bàn tỉnh cho thấy, nhiều doanh nghiệp đăng thông tin tuyển dụng lao động tại cổng doanh nghiệp hoặc khắp các đường vào khu công nghiệp với nhiều vị trí việc làm, mức lương hấp dẫn, chế độ đãi ngộ tốt để thu hút lao động. Tại công ty này, sau Tết cần tuyển dụng gần 150 lao động phổ thông và kỹ sư. Với nhiều chế độ đãi ngộ hấp dẫn, công ty đã và đang tuyển dụng và gặp nhiều thuận lợi. Trung bình mỗi ngày, đơn vị tiếp nhận khoảng 10 lao động mới để đào tạo cơ bản trước khi vào nhận việc. Thì em phỏng vấn hôm 27 tháng 2, em vào chính thức nhận việc là ngày 1 tháng 3. Thì trong quá trình đào tạo thì các anh đào tạo cũng dễ hiểu mà công ty quan tâm đến nhân viên. Mà nói chung là được vào công ty này thì em cảm thấy rất vui vì để có tăng thêm thu nhập để cho lo cho gia đình ạ. Dự kiến công ty trong tháng này sẽ dự kiến khoảng 150 người lao động phổ thông đó, và khoảng mấy chục người về lao động về chuyên môn về kỹ thuật đó, như là các kỹ sư đó. Không chỉ doanh nghiệp trên, tại Đồng Nai hiện nay nhiều doanh nghiệp cần tuyển số lượng lớn lao động, nhất là các ngành may mặc, giày da để đáp ứng kế hoạch sản xuất kinh doanh. Thậm chí có doanh nghiệp cần tuyển từ 1.000 đến 2.000 người. Đến hết tháng 2 vừa qua, đã có gần 190 doanh nghiệp đăng ký tuyển dụng tại Trung tâm Dịch vụ Giới thiệu Việc làm tỉnh Đồng Nai, với nhu cầu trên 16.000 lao động. Dự kiến trong quý 1, nhu cầu tuyển dụng trên địa bàn tỉnh là hơn 20.000 lao động. Cùng kỳ năm 2023 thì nhu cầu tuyển dụng tại thời điểm này là tăng như là hơn gấp đôi. Thì đánh giá được là cái tình hình đã một số doanh nghiệp trong nhóm may mặc giày da, dệt nhuộm đã phục hồi và có nhu cầu tuyển dụng lại với số lượng lớn lao động phổ thông. Thị trường lao động sôi động ngay từ những ngày đầu năm cho thấy nền kinh tế đã có nhiều khởi sắc. Trung tâm Dịch vụ Việc làm Đồng Nai sẽ tổ chức sàn giao dịch việc làm vào ngày 11 tháng 3 tới để các doanh nghiệp tham gia tuyển dụng, tìm nguồn nhân lực. Ngoài ra, trung tâm cũng tăng cường tổ chức các phiên sàn giao dịch việc làm hàng tháng để kết nối cung cầu lao động, tổ chức tư vấn, cung cấp thông tin tuyển dụng của các doanh nghiệp cho lao động gặp gỡ phỏng vấn.